Chào ngày mới tất cả mọi người. Mình vừa chạy vào lấy áo cho em sói, tại vì em sói đang mặc áo dài tay của em ý từ sáng đến giờ, nhưng mà em uống nước em làm ướt hết áo rồi, nên là bây giờ mẹ cháu phải thay áo cho cháu. Sáng nay thì cháu có đi ra ngoài, đi ra quán cà phê với ông nội với ba cháu để cho mẹ cháu nằm nghỉ ngơi một lúc. Tại vì hôm qua 11 rưỡi mình mới đi ngủ và em sói cũng thức rất là muộn tối hôm qua vì cả nhà ngồi xem phim ma. Sói đây ạ. Hay à, bây giờ cháu thấy mày quay chĩa vào cái là cháu cười nhe nhẹn. Hay à, hay à, wee bô bô. Tóc tai nào đây con? Ừ. Ba không vuốt tóc cho em à? Ồ, con không chơi được mấy cái này đâu. Nào đưa đây cho mẹ, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Con phá rồi, thôi chết rồi. Thằng này phá hỏng cái này rồi. Thôi, thế là hỏng cái đèn thôi. Thôi, thế là hết chơi. Thôi. Thôi thế là hết chơi. Con làm hỏng rồi mà. Này nhìn này, mỗi thứ một nơi rồi, còn chơi bời gì được nữa. Hỏng rồi còn đâu, cho làm sao được nữa. Để mẹ vuốt tóc cho em nhé. Bây giờ là hai mẹ con cháu đang ngồi đây đợi Rosanna chuẩn bị xong. Sau đấy thì là mẹ cháu với Rosanna sẽ đi ra ngoài đi bộ, tiện thể đi bắt Pokemon luôn ạ. À. Này, hey hey, Waffy, áo cháu ẩm ướt trước ngực này này, không biết là có mọi người có nhận ra không? Mẹ thay áo cho em nhá, thay áo với lại đi tất vào nhá, lạnh lắm. Ngón chân chinh chinh của cháu đây, ngón chân cháu không khác gì ngón chân ba cháu cả, cái ngón này to đùng ra, xong rồi cái ngón này thì lại thấp hơn tất cả các ngón. Trông chân này, cháu quá cháu quá cháu quá cháu quá. Này, này, hỏng rồi còn đâu, còn chơi thế nào được nữa hả con? Rafi, mắt sói thì hôm nay mờ mờ đỡ đỡ rồi. Cầm ra đây cho ba đấy, cầm ra bảo ba đấy. Daddy, he breaks his torch. Sữa mẹ cháu cũng pha sẵn ra rồi. Để mẹ cháu thay cái áo này cho cháu cái nào. Sói ơi. Này. Đi da đi da đi da đi da đi da đi. U i a i o o o. O o o. O o o. Mặc quần dài rất là nghiêm túc. Cái quần này ấm lắm. Quần này bên trong còn có một cái lớp nỉ nữa. Nếu như bạn nào mà xem vlog nhà sói, đợt nhà sói đi Thái ấy, thì biết được cái đợt đấy mẹ sói mua cái quần này của cái gì con nhỉ? Của H&M, mình nghĩ thế. Thì đợt đấy ở Thái vẫn đang là mùa hè, thế nhưng mà mình nghĩ là cho em sói mặc mùa đông bên này ấy, nên là mình mua ở bên trong nó có lớp nỉ nỉ nỉ, nó rất là ấm ấm ấm. Sói ơi, con đóng cái này lại cho mẹ nào. Piu 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 piu. Ghế của đứa nào đây? Mẹ ngồi lên đây được không? Mẹ ngồi lên đây nhá. Mẹ ngồi lên đây nhá. Thấy mẹ ngồi chuẩn bị sàn đến này. Sàn đến, sàn đến đấy, sàn đến. Đặt mông này. Ý, cũng ngồi. Thấy mẹ cháu ngồi là cháu cũng ngồi đấy. Nhìn lên đây con. Cái máy quay này ấy, thì nó có một cái màn hình ở phía sau. Cái màn hình bình thường để mình nhìn khi mà mình quay ấy, thì cái màn hình này gập được lên, gập được xuống. Hi. Nhìn đi, con nhìn này. Đứa nào đấy? Đứa nào đấy? Đứa nào kia? Đấy, mắt cháu mờ rồi đấy. Cái gì ấy? Nói cái gì ấy? Chu chi cha chu 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 chi cha chu 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 chi cha cha. Patito, patito. Where's the body, Rafi? Where's the body? Where's the body? Hai mấy trò gì đấy? Where's the body? Con tưởng mẹ Snapchat à? Snapchat em chó là cứ lè cái lưỡi ra chứ. Row, row, row your boat gently down the stream. Mọi người nhìn em sói đều nhá. Row, row, row your boat gently down the stream. Nào đi đâu, đi đâu, bây giờ đi đâu? Có ngồi đây không? Cứ phải ngồi lên người mẹ cơ. Đấy, ngồi im. Ô, nắng lên rồi em ơi.
nắng lên rồi, mẹ cháu vừa thấy ánh nắng nó hửng lên. Ồ đây đúng rồi, đây này, nắng vào nhà này. Nắng hửng lên rồi. Trời ơi. Rosanna thì bây giờ là đang đi tóc, thay quần áo, gội đầu, là tóc. Tại vì tóc Rosanna bình thường là tóc xoăn mà. Còn mẹ xó thì là tóc thẳng. Hai đứa mình thì thích tóc của Rosanna xoăn tự nhiên, còn Rosanna thì thích tóc của mình. Đúng là giờ hơi kiểu trong trắng ngoài thèm ấy con nhỉ. Thế sau đấy thì hai chị em sẽ đi bộ ra ngoài. Đi bộ một lúc xong thì hai chị em sẽ rẽ vào quán cà phê, mua cà phê, uống cà phê, ăn bánh trái. Ý, vừa nãy đi về thì ba Sáu có mua cho mình một cái sausage roll để ăn sáng rồi nên là cũng no no ấy. Đấy. Tăng 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 tăng. Đầu tóc cháu đang bu dù kia. Bu dù kia. Này. Trời ơi. Này. Cứ đi quanh quanh thế làm sao mà mẹ quay theo con được. Đi đâu đấy? Where you going? Mẹ không nhìn thấy em nữa rồi. Ui, ai, mẹ cháu đứng dậy nào. Bye bye. Bye bye. Thôi nào thay áo nào. Hai mẹ con cháu đã sẵn sàng. Em sói ở trong điệu đây ạ. Mẹ sói phải đeo ba lô ở đằng sau như thế này để đựng đồ. Bây giờ mẹ sói với Rosanna sẽ đi ra ngoài bắt Pokemon đây. You ready? Yeah. You wanna tie your hair up? No. Okay, let's go. Let's go, let's go, go, let's go, let's go, 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 go. Pokemon Hunt, Pokemon Hunt, Pokemon Hunt, Pokemon Hunt. Pokemon Han, Pokemon Han, Pokemon Han. Yippee! Let's go! Để xem mẹ đi hướng nào nè. Đi đang đúng hướng đây. Is that a Pokemon there? Nah, a selfie. Mẹ cháu vừa thấy tín hiệu ở phía dưới cái hồ này. Để xuống đây xem nào. Không thấy gì cả con ạ. Không thấy xuất hiện gì cả. Hãy đi đường khác nào. Tình hình là trời rất là gió và tóc của mẹ cháu thì bay gọi là tứ tung. Bây giờ hai chị em đang đi bộ lên trên cái dốc này, nó rất là cao. Mọi người nhìn này. Đấy. Vừa đi vừa nói mệt quá. Em sói thì một tí nữa đây thì mình sẽ cho em sói tu tí sữa. Vì chắc là em đang quay ra ngủ thôi. Ngồi trong điệu mà không ngủ nữa thì không còn biết là nằm ở đâu mới ngủ được nữa. Tóc của sói cũng đang bay lung tung đây. Giống tóc con bổ đôi kìa. Look at Ravi hair. Rosanna look. Crazy. Trên này không có thấy xuất hiện con Pokemon nào thế nhỉ? Hai chị em đã đi được 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy cái con quỷ nào nó xuất hiện đây. Rosanna, Pokemon walk. Show me your Pokemon walk. Look at your crazy hair. Yeah. Cháu đang đi siêu rồi đấy. Wow. What's that? Oh yeah. Ba sói mà nhìn thấy con này chắc ba sói chạy gọi là mất dép luôn. Con nhện to chưa? Bởi vì Úc là nổi tiếng là nhện với rắn, với cá sấu. Look at that, it's eating a bug. Look at that one. Oh yeah. Đây con nữa này.
Mẹ cháu phải quay ngay lại để cho ba cháu nhìn. Để làm quà cho ba cháu ngày hôm nay, ba cháu chắc là thích lắm. Nào để mẹ zoom vào nào. Mẹ không thể đặt cái máy quay gần nó được. Rafi, don't move. Con đừng di chuyển, con di chuyển mới hết của mẹ rồi. Dưới ơi. Thế cả nó cứ rung rinh nữa. Look at that. Em sợ con cười. Cái gì mà cười con? It's start raining. Tình hình là đang đi thì trời lại mưa nên bây giờ hai chị em phải chạy thật nhanh về cái công viên gần nhà, xong rồi đứng ở trong cái chòi này để trú một lúc đấy ạ. Chú để cho nó hết mưa một tí rồi hai chị em về nhà. Sau đấy thì mình quyết định là thôi hai chị em hôm nay đi mua sắm, đi siêu thị luôn sớm để cho ba cháu ở nhà ngủ nghỉ. Thôi nè. Nhỏ 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 a u a a o o a o o đây. Vẫn đang is that Snapchat? Still Snapchat. Hai chị em về đến nhà an toàn và không bị ướt. Còn bây giờ thì hai chị em sẽ đi trung tâm mua sắm. Đây, ra đến trung tâm mua sắm thì mình lại vlog và chia sẻ với mọi người nhé. Đến nơi rồi đây. Bây giờ thì mẹ sói với cả Rosanna đi ra cái chỗ một cửa hàng đồ ăn Việt để ăn trưa đã. Sói đây ạ, sói vẫn chưa ngủ. Từ lúc lên xe đến giờ sữa thì cũng tu ti rồi. Thế mà là vẫn chưa ngủ đây. Cháu đây, ấm áp đây, Rafi. Trông em rất là mệt và có vẻ là rất là buồn ngủ. Nếu mà em ngoan ấy thì tí nữa mẹ sẽ cho em vào cái chỗ ô chơi cho trẻ con. Mẹ cháu lại ăn bún bò Huế, đang đứng đây đợi đồ thì là mẹ cháu cho cháu ăn cái là gọi gì nhỉ, nem cuốn bánh tráng. Thịt lợn với sả. Nhâm nhâm nhâm. Con ăn đi. Con ăn đi, con đưa miệng. Nhâm nhâm nhâm. Ăn đi. Rửa điệu thế. Hả? Ôi trời ơi, trời. Nào, không ăn thì thôi nhá, mẹ cất đi nhá. Này, thôi mẹ cất đi vậy. Không ăn thì thôi. Đấy, không ăn nem thì lại ăn chuối vậy. Sở trường của cháu là chuối mà. Chuối, banana. Để mẹ kéo cái này xuống nhá. Mẹ kéo cái cổ áo lên xuống ăn cho nó đỡ dính nè. Dế rồi. Dế rồi. Được chưa? Được rồi. Con ăn đi. Thanh niên chân dài ra khỏi xe đẩy rồi, mẹ phải tìm xe đẩy mới để mua cho em trôi nhỉ. Xe đẩy em bé lớn. Yeah. Mầm mầm mầm. Nào ăn đi. Ui. Ui, mẹ cháu hắt gì. Quick, ăn đi con. Ở ngoài trung tâm mua sắm này bao nhiêu người đang bắt Pokemon ấy, chắc là ở đây nhiều ấy. Với lại đây Rosanna rồi. What's your cat? Rosanna. Fantasia. What's that? It's Fantasia. It's like vegetable and rice and mẹ cháu đang vào siêu thị mua một ít đồ, toàn đồ ăn sói thích đây. Đây là thịt gà xiên nướng này, với lại mấy cái túi đồ ăn sáng sẵn như thế này, để ví dụ như hôm nào đi ra ngoài mà có cần gấp ấy thì em ấy có thể ngồi trên xe ăn được. Sói vẫn chưa ngủ ạ. Rafi, are you not going to sleep baby? Hả? Đầu tóc thì bú rù thế hả con? Đợi mẹ một tí nhá. Hai mẹ con cháu đang ở trong khu ngon đợi Rosanna thử đồ. Em chào. Em buồn ngủ lắm rồi. Thế mà em vẫn chưa chịu đi ngủ đây. Mẹ phải cho em đi thay bỉm nhỉ. Mẹ cho em đi thay bỉm nhá.
Ô, đỏ hết cả mặt lên này, đỏ hết cả mặt lên này. Ra đây nhìn đồ linh tinh đấy con đi. Đồ treo túi này, quả bông 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 này. Cái này là gì đây? Ồ, cái này là để điện thoại à? Ồ, điện thoại. Có cái nào cho điện thoại của mẹ không nhỉ? Không có em ạ. Chị đã cho cái gì cho mẹ ta? Param 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 pam pam. Mẹ cháu đang thích cái túi ở đằng kia, không biết mọi người nhìn thấy không? Mẹ cháu zoom vào này, vì mẹ cháu lừa đi ra đây quá. Đấy, cái túi màu nâu nâu nhỏ nhỏ thì trên kia kìa. Đấy. Mọi người nhìn thấy không? Mẹ cháu lười quá, lười đi ra đây quá. Đứng một chỗ zoom vào để cho mọi người nhìn. Sói nóng quá con nhỉ. Đi vòng vòng cho nó mát nào. 4 giờ chiều rồi, bây giờ em bé mới chịu ngủ trưa. Thế nhưng mà bây giờ mẹ cháu đang phải cho cháu vào xe đây, tại vì mua sắm xong rồi. Về nhà con nhé, nằm ngủ trên xe cũng được. Hai mẹ con cháu vừa về đến nhà đây. Về đến nhà thì thấy ba cháu vừa nấu đồ ăn tối xong. Tối nay ba cháu nấu pasta bake, nhưng mà nấu với một cái vị mới. What's different between this one and the other one, babe? This one's got sauce made from butter. Mẹ cháu cũng không biết là nó có cái gì khác nữa, nhưng đại loại ba cháu nói là nó khác rất là nhiều. Cái mùi nó cũng khác, nó có những cái hạt hạt xanh xanh này, không biết là cái gì đây, nhưng mùi rất là thơm. Và như thường lệ khi ba sói nấu ăn thì ba sói sẽ bày rất là nhiều. Đấy. Và bây giờ nhiệm vụ của mẹ cháu là sẽ phải dọn rửa cái đống này. Còn sói kia đang tung tăng chơi bóng bay kia. Rafi! Raphael! Rafi! Nào ôm với quả bóng xong bay lên bây giờ đấy con ạ. Mẹ bật điện ở đây lên nhé. Bật điện ở đây là nhìn em cho nó rõ nào. Bay bay lên nào, bay lên. Are you okay? What is that? What is that? What is that? You okay? Baby? Mommy, 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 baby. Mommy, mommy. Vừa nãy ở ngoài chỗ chúng ta mua sắm đấy, thì trong lúc đợi Rosanna mua đồ với thử đồ thì mình có ngồi đọc comment của mọi người. Và có một bạn hỏi mình là cái màu son mà mình dùng khi mà mình đưa em sói đi nhóm chơi vào ngày thứ 6 ấy, buổi sáng thứ 6 ấy, cũng như là cái màu mà hiện tại mình đang dùng thế này thì là một. Và bật mí với mọi người là mình không dùng son gì cả, mà mình chỉ dùng chì kẻ môi thôi. Và cái chì kẻ môi này, lý do vì sao mà bây giờ mình mới khai quật ra cái chì kẻ môi này, bởi vì là mình mua cái chì kẻ môi này từ rất là lâu rồi. Thế nhưng mà và chì kẻ môi này là của MAC. Thế nhưng mà mình có nhiều đồ quá, xong rồi mình chỉ sắp xếp những cái đồ nào mà mình thường dùng hay là lúc nào mà mình ưa trộm dùng ấy ra ngoài riêng để vào cái túi đồ trang điểm để mình dùng thôi. Nên là những đồ nào mình không dùng đến thì mình để vào hộp đồ, sau đấy thì cất đi ấy. Thế là hôm vừa rồi mới mở tất cả hộp đồ ra để soạn, để hôm tới này làm clip chia sẻ với mọi người về những cái đồ trang điểm, cũng như là về những cái đồ sơn móng tay mà mình hiện có ấy. Như là mọi người muốn mẹ sói làm cái clip đấy, nên là mẹ sói phải soạn đồ ra để chuẩn bị làm cái clip đấy chia sẻ với mọi người mà. Thì mới phát hiện ra là mình còn cái chì kẻ môi này mà lâu lắm rồi mình không dùng đến. Mà trước đây khi mua cái chì kẻ môi này mình rất là thích và dùng, tức là dùng ngày nào cũng dùng, phải 2-3 tháng ngày nào cũng dùng cái màu này luôn ấy. Đấy, thì cái màu chì kẻ môi này đây, để mình để lên cái bàn này cho mọi người nhìn cho nó rõ này. Là cái màu như thế này. Raffy! Nào sói sói. Em sói lăng nhăng quá, sói lăng nhăng quá, để mẹ đặt lên cái bàn này vậy. Mẹ cháu cho lên cái bàn ăn này. Cháu không với được. Đây. Thì mọi người nhìn này. Màu này tên của nó là Boldly Bear. Mọi người nhìn rõ không? Đấy. Của MAC Lip Pencil. Đấy.
Thế nên là bạn nào mà muốn có cái màu môi như màu mà mẹ sói đang dùng này thì các bạn có thể mua cái chì này là một. Cái thứ hai là các bạn cũng có thể đi tìm rất là nhiều loại son, bây giờ họ cũng làm cái màu này. Ví dụ như là son matte của L'Oreal, hiện tại họ cũng có một cái loại màu như thế này để hôm tới mình đi mua sắm để mình thử xem như thế nào. Nếu mà màu đẹp và giữ bền màu cũng như là không bị khô môi thì mình sẽ mua để dùng và sẽ chia sẻ với mọi người. Đấy. Và mình nghĩ là cái màu này hiện tại bây giờ đang là màu gọi là ưa thích mà mọi người hay dùng thời điểm này sao ấy. Mẹ sói thì cứ mở hộp đồ ra, có cái gì lâu lâu không dùng tối thì lôi ra này, bắt đầu thử dùng để xem nó có hợp với mình có thích không. Thì lại bắt đầu lại dùng kiểu lâu lâu dài dài, xong lại cất đi, lại để quên ở đấy, xong lại thử kiểu khác, loại khác. Chứ còn mình thì không để ý xem là năm nay trụ màu gì hay là bao giờ trụ màu gì đâu. Kiểu tính mẹ sói thế, có gì dùng đấy. Bây giờ mẹ cháu chắc chắn là phải đi rửa dọn cái đống gọi là chiến trường của ba sói đã. Ba sói vừa cho pasta bake vào trong lò nướng rồi đây. Hôm nay mẹ khoe với mọi người là mẹ cháu mua thêm được một cái loại sữa chua mà mọi người ai cũng nói rất là ngon. Đấy là sữa chua, sữa chua này là sữa chua xoài, mà chỉ có cái chỗ siêu thị Earth Market này họ bán thôi. Nào, sói đi ra nào. Tháo tất kia, tháo giày kia. Để chân lạnh phải không? Hả? Có đúng không? Đúng không? Tóc thì mái mưa. Tóc thì mái mưa. Chi chi chành chành à? Chi chi chành chành. Cháu tính toán đấy, cháu tính toán đấy. Chi chi chành chành. Cái đánh thổi lửa. Cháu vừa cầm cái chỉ này và cháu kẻ một miếng lên mặt đây. Thôi thôi thôi, không mở ra nữa con. Thôi thôi thôi, mẹ đi dọn rửa đây. Bye. Bye bye. Yum 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 yum. Just give him the fork, babe. Đây cháu ăn tối. Ăn mì ba cháu làm đây. Đây con tự ăn đi. Nhầm nhầm. Có nóng không? Is that hot then? A little bit. Ui, nhạt nhạt, nhạt nhạt quá con ạ. Nhạt nhạt thế. Lạ con, hôm nay mì nó màu trắng nên là lạ. Wow. A study help. Kaka. Yum yum. That help him once. Look, look, Rafi, look. One. That's it. Ta, good boy. Nhầm nhầm. Nào bây giờ con biết chưa? Con biết làm thế nào chưa? Biết làm thế nào chưa? Nhầm. Cũng xiên xiên. Cũng xiên 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 xiên. Điện thoại của ba cứ làm con mất tập trung nhỉ? Daddy see that? Yeah. Tê tê tê. Yeah, oh wow. Yum. Good boy. Well done, baby. Yum, yum, yum. Nhai hết, nuốt hết đây đã con. Xong hôm nay mẹ cho ăn sữa chua mới nhá. Tạp tạp tạp. Giỏi quá.
Well done, Daddy Luck. Wow. Well done, Rafi. Good boy. Đúng rồi, cho vào thành bát. Cho vào thành bát cho nó dễ lấy. Ui miếng to quá. Ui miếng to. Ui, Daddy help Dad. It's a big one. That's a big one. This is a chunky one. Wow. Thôi mà đi nhá, mẹ đi dọn rửa đây, xong mẹ ăn sau. Mẹ cháu đang dọn dẹp đồ chơi với phòng của cháu đây. Hiya. Mẹ cháu chuyển cái bàn vào đây để cho cháu ngồi trong này. Túi này, đồ chơi này, quá nhiều đồ chơi con ạ. Em rùa để đây này, túi này bỏ ra đây này. Cái này để vào đây, con thích ngồi đây thì con ngồi này. Bàn của con à, ôi thích thế nhỉ. Ô tô này. Cái lều này mẹ cháu chuyển sang góc bên này. Đấy. Trong lều còn bao nhiêu thú của sói nữa kìa. Tì tạ tì. Con mở sách ra. Để cháu có quyển sách để cháu ngồi cháu đọc nữa. Lại vớ được đâu cái tì giả đấy hả con? Ta 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 ta. Tóc tai kiểu gì đấy? Mở sách ra đọc cho mẹ xem nào. Nào, chỉ cho mẹ ô tô ở đâu. Tắt cái này đi đã nào. Ô tô ở đâu ấy nhở? The train. Tút tút. Ồ ồ, đứa nào xé cái trang sách đấy ra rồi. Tút tút. Đứa nào xé trang sách tút tút đây. Ăn mì xong dính hết vào áo thế kia. Đi tắm được chưa em ơi? Đi tắm đi. Đi tắm để toàn đi ngủ đi. Thôi đi. Tút tút. Tút tút tút. Vớ được cái thìa nấu ăn ở đâu ra đấy hả con? Ồ ồ. Ồ ồ. Ồ ồ. Làm tay gì ấy? Chèo thuyền à? Hả? Làm tay gì? Ôi à. Thấy mẹ lên đây thì lại phải chen lên đây để ngồi cùng mà. Cái anh này. Đây 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 đây. Mẹ xuống cho con ngồi. Đây mẹ xuống. Đây đây, con muốn ngồi lên đấy thì con ngồi đi. Con muốn ngồi ở đấy thì con ngồi, thì mẹ lại ngồi đây. Nào. Nào. Không à? Muốn ngồi đâu? Đi đâu đấy? Đóng cửa, đóng cửa. Cháu ra cho đóng cửa vào đây. Đóng cửa để không ai vào đây à? Hả? Bye. Bye mẹ á. Bye. Bye bye. À gọi mẹ đi cùng ở đây thế mẹ đi cùng. Vẫy vẫy à? Vẫy vẫy tay thì gọi mẹ đi cùng á. À vẫy vẫy tay bảo mẹ là chỉ mẹ ra ngoài đi á. Thế đây mẹ ra ngoài nha. Bye. Bye. Oh oh. Mở cửa cho mẹ vào với. Hello, hello, can I come in? Mẹ vào được không? Mẹ vào này. Hello, wow, wow. Em ơi. Hello. Sói ơi. Sói à. Gọi mẹ vào trong phòng xong cuối cùng lại chạy ra ngoài đi đâu ấy. Sói. Rafi. Here you go. Here you go. Ui, 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 lại lăn lộn, lại lăn lộn, lại lăn lộn. Thấy mẹ ngồi đây lại cũng phải trèo lên. Cũng phải trèo lên là trên nào. Cái anh này. Ui ui, ui ui, ui bỏ cái thìa đi. Bỏ cái thìa đi, cái thìa nguy hiểm quá con ạ. Ui ui ui. Ui giời, mọi người nhìn này. Ui giời, phải ôm ấp mẹ cháu đấy. Cháu phải ôm ấp mẹ cháu mới chịu được.
Ôi trời trời trời. Ôi trời 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 trời. Ôi trời 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 trời. Đấy, phòng cháu bây giờ nhìn lại khác. Trừ những cái thứ đồ trên tường ra thì phòng cháu nhìn lại khác khi mẹ cháu sắp xếp đồ như thế này. Ào 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 ào. Tắt cả tối. Đi tắm đi con đi. Daddy. Dad. Mẹ ra gọi ba nào. Bye bye. Đi giả của em này. Daddy. Ừ. Dạ này. Bye. Bye bye. Daddy. Cô Daddy. Daddy. Ready for shower? I think Nick to take a boy for bath, Daddy. Daddy. Ba cháu đang nghe tai phone nên là ba cháu không nghe được là mẹ cháu nói gì cả. Thôi giờ mẹ cháu cho cháu đi tắm đã nhá. Em sói tắm xong rồi. Mình vừa tắm cho em sói, mệt quá. Hôm nay mẹ cháu như kiểu không có sức lực gì cả ấy. Người có mệt rũ ra, chắc là do thời tiết nữa. Dậy sớm là một, thời tiết là hai. Sói đang chơi xe ô tô của em ấy ở ngoài phòng bếp kia. Bây giờ thì mình sẽ cho em tu ti sữa rồi cho em đi ngủ. Tại vì cứ tắm nước nóng xong thì là em ấy hay kiểu buồn ngủ ấy, mà dễ đi ngủ ấy. Trẻ con, nói chung trẻ con kể cả từ sơ sinh cũng thế. Cứ cho các em ấy tắm nước ấm, thật là ấm trước cái giấc ngủ buổi tối là kiểu gì các em cũng ngủ một mạch cho đến sáng luôn. Bí kíp của mẹ sói đấy. Và khoa học họ cũng chứng minh như thế. Ngay cả người lớn mình cũng thế thôi, tắm kiểu nước nóng buổi tối rất là dễ buồn ngủ ấy. Và đi ngủ thì rất là êm, rất là ngon. Đấy. Nên là mình sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây này. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì để lại comment chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn. À, có một cái nữa mà mình muốn chia sẻ đấy là có rất là nhiều bạn từ trước giờ hỏi mình là mình có cho em sói uống vitamin gì không, vitamin D, vitamin gì đại loại là như thế. Với lại nói là em sói bị rụng tóc vành khăn rồi các thứ ấy. Thì mình muốn nhắc lại thêm một lần nữa là em sói từ bé đến lớn là không uống một cái loại vitamin bổ sung nào gì hết. Thời tiết như thế nào thì là em ấy hấp thụ năng lượng ánh nắng như thế. Chứ mình cũng không phải là đưa em ấy ra ngoài trời để phơi nắng hay gì cả. Mà là hàng tuần, là cứ cuối tuần nhà mình lại đưa em ấy ra ngoài đi chơi, cả nhà đi chơi. Hoặc là khi mà chỉ có một mình ở nhà hồi New Zealand ấy, thì mình đẩy xe ra ngoài rồi hai mẹ con đẩy xe thong dong đi thôi. Chứ cũng không cần phải gọi là đặt cho em ở đâu phơi nắng hay như nào cả. Đấy, đại loại là kinh nghiệm của mẹ sói là như thế. Và em ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Còn cái vấn đề mà rụng tóc vành khăn ấy, thì ngay cả ở Việt Nam bây giờ cũng thấy. Mình nhớ là có một lần ở trên Facebook mình thấy có nói về một bác sĩ y rất là có tâm ở Việt Nam, và bác sĩ cũng giải thích là rụng tóc vành khăn chỉ là cái gọi là truyền thống của người Việt Nam đặt ra cái đấy thôi, chứ còn trên y học thế giới thì không có một cái sách nào, không có một tài liệu nào ghi về cái việc trẻ con bị rụng tóc vành khăn như thế là thiếu canxi cả. Đấy. Thì nên là bạn nào mà thấy con là không có mọc tóc ở xung quanh đây ấy, thì chỉ là tóc của trẻ con thì nó như thế thôi. Ở bên này có những em bé mà đến 3 tuổi vẫn còn chỗ này vẫn còn trắng ấy, là chuyện bình thường chứ không phải là thiếu canxi gì đâu. Còn em sói bây giờ thì tóc ở đây của em ấy đang mọc lên rồi, tóc mai đang mọc lên rồi. Ý, ý, rồi, thấy mẹ là cứ phải mò đến thế này đây. Đấy, thôi, mẹ cháu nhất định là phải dừng vlog ở đây đây. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog ngày mai nhá. Bye. 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 Happy say bye. 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 Cháu buồn ngủ, cháu dụi mắt rồi đấy. Bye.